Xin kính chào quý vị khán giả. Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo báo đầu tư, trong 4 tháng đầu năm, số vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các nhà đầu tư đến từ châu Á và Trung Đông đang là những người xuống tiền mạnh tay nhất. Để hiểu rõ hơn nội dung này, quý khán giả hãy theo dõi video sau đây nhé. Vào tháng 3 năm 2024, báo đầu tư đã phản ánh về tình trạng doanh nghiệp địa ốc ngoại chật vật tìm cơ hội đổ vốn thông qua bài viết "Doanh nghiệp Thái Lan rùng mình trước giá đất tại Việt Nam". Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vấn đề trên đã được hóa giải. Theo tiết lộ của người trong cuộc, doanh nghiệp đến từ xứ sở Chùa Vàng được đề cập trong bài đã quyết định đầu tư một dự án nghỉ dưỡng tại tỉnh Khánh Hòa thay vì Đà Nẵng như dự kiến. Do vậy, quá trình thương thảo diễn ra không hề đơn giản. Cả phía bên mua và bán đều đã phải hạ bớt các kỳ vọng về giá bán để có thể đi tới việc ký kết hợp đồng. Với trường hợp của doanh nghiệp Thái Lan trên, dù quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư không diễn ra trơn tru, nhưng kết quả thu về vẫn là trái ngọt. Câu chuyện này cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam vẫn có sức hút riêng trong mắt các nhà đầu tư ngoại. Xu hướng này càng được thể hiện rõ hơn khi số liệu về dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI đổ vào ngành địa ốc hết sức khả quan. Theo báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê, tính đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam, gồm vốn đăng ký cấp mới, đăng ký điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, đạt gần 9,27 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng vốn đăng ký cấp cho 966 dự án đạt 7,11 tỷ USD, tăng gần 29% về số dự án và hơn 83% về giá trị. Trong đó, vốn đăng ký vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản chiếm tới 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 35 năm qua, khoảng 66,4 tỷ đô la Mỹ vốn ngoại đã đổ vào hơn 1.100 dự án bất động sản tại Việt Nam. Trong đó, những nhà đầu tư đến từ Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản đang đầu tư mạnh tay hơn cả. Vậy nguyên nhân nào khiến nhiều đại bàng bay về Việt Nam? Nội dung video phía sau sẽ giải đáp thắc mắc của quý khán giả. Đừng vội rời đi, hãy theo dõi tiếp video nhé! Chia sẻ về những vị khách hàng ngoại của thị trường địa ốc Việt, bà Phạm Thị Miên, Phó trưởng ban nghiên cứu thị trường và tư vấn xúc tiến đầu tư của Hội môi giới bất động sản Việt Nam VARS cho biết, các hoạt động M&A, mua bán và sáp nhập đang được thúc đẩy nhờ dòng vốn đến từ các nhà đầu tư châu Á và Trung Đông. Ngoài ra, nhiều quỹ đầu tư lớn cũng đang tích cực tiếp cận các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Ngoài phân khúc bất động sản công nghiệp và nhà ở, trong quý 1 năm 2024, phân khúc bất động sản thương mại, văn phòng và du lịch nghỉ dưỡng cũng đã được các nhà đầu tư bắt đầu để ý, bà Phạm Thị Miên tiết lộ. Trao đổi với phóng viên báo đầu tư, ông Sopon Pornchokchai, Chủ tịch Tổ chức Định giá và các đại lý bất động sản của Thái Lan, nhìn nhận thị trường bất động sản Việt Nam tương đối nổi bật trong khu vực Đông Nam Á. Ưu thế này được cộng hưởng nhờ sự ổn định và tốc độ phát triển ấn tượng của nền kinh tế. Ngoài ra, số lượng dân cư lên tới 100 triệu người và chưa phải đối diện với giai đoạn già hóa nghiêm trọng cũng là những điểm cộng, cho thấy tệp khách hàng tiềm năng vẫn còn rất lớn. Bên cạnh đó, Việt Nam còn sở hữu nhiều thành phố lớn và còn dư địa để phát triển. Đây là điều trái ngược so với Thái Lan, khi hầu hết mọi dự án, công trình trọng điểm đều chỉ tập trung tại Bangkok. Đáng chú ý, dù sở hữu nhiều lợi thế như vậy, nhưng giá bất động sản Việt Nam hiện vẫn chưa chạm đỉnh. Đây chính là cơ hội cho những nhà đầu tư biết chớp lấy thời cơ, ông Sopon Pornchokchai nhận định. Vị chuyên gia người Thái Lan còn đánh giá cao những động thái phòng chống tham nhũng mạnh tay của Việt Nam. Đây sẽ là yếu tố củng cố niềm tin của nhà đầu tư về một thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh và minh bạch. Thêm vào đó, những khuyết điểm trong hệ thống hạ tầng giao thông cũng đang được tích cực hoàn thiện bằng loạt dự án mới, tiêu biểu là đường cao tốc Bắc Nam. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nguyên trưởng phòng nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, thách thức lớn nhất của các nhà đầu tư bất động sản ngoại hiện nay là những trở ngại về thủ tục hành chính. Đây là các bài toán đau đầu của doanh nghiệp, khiến nhiều nhà đầu tư trở nên e ngại trong việc tiếp cận dự án. Bên cạnh đó, các loại thuế, phí về sử dụng đất và phê duyệt quy hoạch 1/500 cũng sẽ là những vấn đề cần được điều chỉnh lại để tăng cường thu hút đại bàng trong lĩnh vực bất động sản. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là một trong những nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của một quốc gia. Vai trò của vốn đầu tư nước ngoài đối với phát triển kinh tế xã hội nước ta đã được thực tiễn minh chứng. Cùng với quá trình toàn cầu hóa, vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng trở nên quan trọng. Đối với các nước đang phát triển nói chung và đối với Việt Nam nói riêng, FDI có ý nghĩa hơn, thể hiện ở vai trò quan trọng trong hoạt động cung cấp vốn, công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất, tạo ra những năng lực sản xuất mới, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong video hôm nay, quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua những nguồn vốn FDI nổi bật đã đổ vào Việt Nam trong suốt thời gian qua nhé. Công ty Amkor của Mỹ đã khánh thành nhà máy sản xuất chip trị giá 1,6 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam về đóng gói và thử nghiệm giữa tuần này. Đây là khoản đầu tư mới nhất trong chuỗi đầu tư bán dẫn nước ngoài vào Việt Nam. Công ty cho biết nhà máy sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến nhất của mình và tập trung vào các dịch vụ bộ nhớ, thiết kế và thử nghiệm. Amkor là công ty dẫn đầu thị trường về công nghệ hệ thống trong gói ship và đây sẽ là ưu tiên hàng đầu của nhà máy tại Bắc Ninh. Công ty có trụ sở tại Arizona này khánh thành nhà máy chỉ một tuần sau khi nhà máy sản xuất bộ nhớ và đóng gói chip trị giá 1 tỷ đô la Mỹ của công ty HANA Micron Hàn Quốc đang được triển khai tại tỉnh Bắc Giang. Công ty Marvel của Mỹ dự kiến mở một trung tâm thiết kế chip tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa tiết lộ thông tin chi tiết. Chủ tịch Amkor Gio Rutten cho biết nhà máy hiện đại này ở Việt Nam sẽ giúp hỗ trợ chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như các chuỗi cung ứng khu vực. Đó là loại chuỗi cung ứng an toàn và đáng tin cậy mà khách hàng của chúng tôi cần. Trong khi đó, giám đốc nhân sự Quan Chumin của HANA Micron cho biết dự án của HANA Micron sẽ tạo cơ hội thu hút nhiều dự án công nghệ cao và đặt nền móng cho sự phát triển của hệ sinh thái sản xuất chất bán dẫn. Tờ Nikkei cho hay Việt Nam có thể sắp chứng kiến làn sóng vốn nước ngoài ồ ạt đổ vào, đặc biệt là từ Mỹ. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng trước nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao song phương dường như đã mở ra một kỷ nguyên mới về mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Làn sóng đầu tư nước ngoài lần thứ tư vào Việt Nam có thể đang hình thành. Trong chuyến thăm trụ sở của gã khổng lồ sản xuất chip NVIDIA ở San Francisco vào ngày 19 tháng 9 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kêu gọi giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang thành lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam và phát triển cơ sở này thành trung tâm sản xuất ở Đông Nam Á. NVIDIA là nhà sản xuất chip hàng đầu để sử dụng cho trí tuệ nhân tạo AI, tích cực hưởng ứng đề xuất tâm huyết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ông Huang cho biết Việt Nam đang có những thay đổi to lớn. Thủ tướng Việt Nam cũng đã gặp những nhân vật nổi bật khác trong lĩnh vực công nghệ Mỹ, bao gồm người sáng lập Microsoft Bill Gates và các giám đốc điều hành cấp cao của Meta, trước là Facebook và SpaceX của Elon Musk. Những chuyến thăm và gặp gỡ này nằm trong lịch trình bận rộn của Thủ tướng trước khi tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Việt Nam trong việc thúc đẩy mối quan hệ với các gã khổng lồ công nghệ Mỹ, Nikkei viết. Trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Joe Biden đã hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Hai bên nhất trí nâng quan hệ song phương lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên cũng đã ký kết một số thỏa thuận kinh doanh lớn. Vietnam Airlines ký thỏa thuận ban đầu mua 50 máy bay Boeing 737 MAX trị giá khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. FPT Software công bố hợp tác chiến lược với công ty khởi nghiệp Landing AI của Mỹ. Synopsys, công ty thiết kế chất bán dẫn hàng đầu, ký biên bản ghi nhớ với các cơ quan Việt Nam để hợp tác giúp ngành bán dẫn Việt Nam nâng cao lực lượng lao động thiết kế chip. Trong lịch sử, Việt Nam đã chứng kiến 3 đợt bùng nổ đáng kể về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Lần đầu tiên là năm 1997 khi Honda Motor bắt đầu sản xuất xe máy ở Việt Nam. Làn sóng thứ hai kéo dài từ đầu những năm 2000 cho đến thời điểm ngân hàng đầu tư Lehman Brothers của Mỹ sụp đổ vào năm 2008, gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đáng chú ý, Samsung Electronics của Hàn Quốc đã đưa cơ sở sản xuất điện thoại di động tại tỉnh Bắc Ninh vào hoạt động từ năm 2009. Cuộc bùng nổ thứ ba được cho là đã diễn ra mạnh mẽ vào giữa những năm 2010, với sức mua ngày càng tăng. Việt Nam trở thành mục tiêu sinh lợi cho các doanh nghiệp tiêu dùng nước ngoài. Gã khổng lồ mua sắm Nhật Bản Aeon đã khai trương cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam, Aeon Mall Tân Phú Celadon tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014. Giờ đây, chuyến thăm của Tổng thống Biden có thể kích thích làn sóng đầu tư của Mỹ vào Việt Nam. Động thái ngoại giao của ông Biden có thể được các doanh nghiệp Mỹ hiểu là bật đèn xanh để đầu tư vào Việt Nam, Nikkei lưu ý. Trong lịch sử, đầu tư kinh doanh của Mỹ vào Việt Nam rất khiêm tốn so với các cường quốc kinh tế châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Tính đến cuối năm 2022, tổng vốn đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Việt Nam là 11,4 tỷ đô la Mỹ, đứng sau các quốc gia như Hàn Quốc 80,9 tỷ đô la Mỹ, Singapore 70,8 tỷ đô la Mỹ và Nhật Bản 68,8 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam mong muốn chuyển hướng từ các ngành sử dụng nhiều lao động truyền thống như sản xuất hàng may mặc và lắp ráp điện tử sang các ngành công nghệ cao có giá trị tăng cao hơn. Sự hợp tác với các công ty công nghệ của Mỹ, đặc biệt là những công ty chiếm ưu thế trong lĩnh vực bán dẫn và AI, sẽ rất quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu công nghiệp của đất nước. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan của Chính phủ đào tạo 30.000 đến 50.000 chuyên gia bán dẫn. Với việc áp dụng mức thuế tối thiểu quốc tế dự kiến vào năm 2024, Việt Nam đang cân nhắc các biện pháp chính sách mới để thu hút các công ty đa quốc gia và đang đẩy nhanh quá trình chuẩn bị để đón làn sóng đầu tư nước ngoài lần thứ tư. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính, thị trường bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.